Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác kiểm tra giám sát và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, hội nghị tập trung quán triệt làm rõ các nội dung, các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, hướng dẫn một số nội dung về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết luận số 34 của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030, các văn bản của Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức Đảng và các cấp đảng viên trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong tình hình mới.